mến chào cô chú anh chị và các bạn. Video này hà quay ba nơi à, Costco, Walmart và Home Depot ở thành phố Laguna Niguel Từ Bosa lên đây khoảng 30 phút lái xe nha. À, đất đang sale ở Home Depot giá rất là rẻ luôn nè cô chú. Chỉ còn 1 đồng 40 cent cho một bịch Racing Pet Soil. À, 1.5 khu luôn, bao rất là lớn nha, mà chỉ có 1 đồng 40 sen thôi, mình chưa có thấy bao giờ mà đất sale rẻ giống như hôm nay nha cô chú. Thường thường á là cái garden soil á là cũng là 0.75, à, giống như là hai bao thì mới bằng một bao này, mà thường là sale là 10 đồng 5 bao hoặc là 10 đồng 4 bao. Còn cái này á là cô chú thấy không Chỉ có một đồng 40 cent thôi mà bao 1.5 khu luôn Rất là rẻ nếu mà cô chú nào mà muốn trồng cây á um, uh, mình trồng mấy cái bét á, thì mình mua cái đất này về mình trồng nè Tí nữa thì Hà sẽ quay cái đất cho cô chú xem Hà về Hà sang chậu Và mình thấy cái đất cũng rất là tốt luôn à, Racing bed thì là nó giống như là Mình về mình trồng vào cái bed to đó Nhưng mà Hà thấy á, Hà trồng vô chậu cũng được Bây giờ thì Hà quay cho cô chú xem Đây là cái đất mà Hà về Hà sang chậu Cho cây băng cầu mẹ của Hà nè à, Nói chung thấy cái đất rất là tốt nha Mình thấy cái đất này tốt hơn là cái đất garden soil luôn á Đó nếu mình có phốt farm đó mình trộn vào một nửa cũng được Rất là tốt cho cây luôn nha cô chú Như cái măng cầu mẹ thì nó rất là khỏe Hà nghĩ ok Hà thấy ở Home Depot đó có cái hoa này rất là đẹp Cho nên Hà chia sẻ cho cô chú luôn Trong một cái chậu có tới ba màu luôn Hoa này mình trồng mình trưng Tết cũng rất là đẹp luôn À, bên cạnh đó thì thì có một số à, cây berus vẫn còn rất là nhiều nha cô chú nếu mà ai mà thích cây berus á thì à, mình à, ghé xem có rất là nhiều loại luôn à, có asian pear rồi có táo rồi à, có cả đào donut nữa tí mình quay cho cô chú xem thì những cái loại á mà Uh, cây mà của Mỹ táo rồi lê này kia đó một loại thôi thì chỉ 28 đồng mà uh, 98 cho một uh, một uh, cây. Còn uh, những cái loại nào mà in one á thì 40 đồng một cây nha cô chú. Thì uh, cherry nè có ba loại luôn, nếu mà bạn nào mà thích cherry có ba loại đó thì ở trên này vẫn còn bốn 40 đồng một cây uh, cherry mà có ba loại luôn cây nói chung là rất là đẹp, bây giờ nó đang ra lá quá trời luôn. Những cây lê, cây táo nè. Đó cherry ba loại rồi táo ba loại rồi à, lê Mỹ cũng có ba bốn loại luôn á. À, có cả nho nữa. Nho thì 17 đồng 98. À quay sơ sơ cho cô chú xem là còn nhiều cây như thế nào rồi à, có những cây gì đó Royal ericos thì để cho cô sư, chú xem nha chứ hà không có quay kỹ lắm đây Asian pe này cũng còn nè đó hà quay nhanh nhanh cho cô chú coi biết rồi mình lên trên đây à, mình xem có những cây gì như cây đào donut nè có một cây đào donut nữa đó nếu mà bạn nào mà lên sẵn mua phân đó mà thích cây berus thì mình à, à, ghé xem còn rất là nhiều cây berus nha Lavender nếu mà bạn nào thích mà ong bướm tới nhà mình nhiều đó thì trồng cái cây lavender này á thì có rất là nhiều ong đến luôn đó cô chú. Hồi trước nhà mình có đó ong à, đến nhiều lắm. Bây giờ cũng vẫn còn nữa. Đó cô chú thấy không? Hà quay đó ong bướm quá trời luôn. Hà thấy cái cây hoa này cũng rất là đẹp Nếu cô chú nào thích mình cũng có thể mua về chân Tết Giá 19 .98 đồng 98 cho một chầu Nhìn cái hoa rất là dễ thương luôn á Rất là cưng luôn nè Màu vàng rất là tươi luôn Cốt Costco mới về thêm rất là nhiều những cái cây citrus giá 130 5 đồng một cây nha cô chú à, nằm trong cái chậu rất là đẹp luôn. lần trước hà có quay ấy, thì có bốn cây thôi thì uh, người ta mua hết rồi nhưng mà lần này về nhiều nữa nha cô chú. cho nên nếu cô chú nào thích á mình lên mua nha. nhiều lắm có cây chanh và cây uh, cây quýt. cây quýt thì có rất là nhiều trái luôn. đó hà quay vòng vòng cho cô chú xem có những cái cây gì. đây là cây chanh nè nằm trong những cái chậu rất là đẹp luôn này cô chú lần này cô chú nhìn thấy nhiều ha lần trước thì thấy có mấy cây thôi có bốn cây sao á bốn cây mà lần này thì nhiều lắm đó trên cây đang có trái những cây này mua về chân chân tết là rất là đẹp luôn à, cái loại này là mucos cái loại mucos cũng ngon đó cô chú và mua mua có thì hình như nó ngọt hơn là um, cái loại tango cái loại tango thì nó chua hơn đó cái gốc rất là to luôn cô chú để hà xem cái phía mặt sau họ ghi như thế nào thấy họ ghi cũng là sweet á cô chú cho nên uh, mình trồng thì mình phải uh, cho phân bón organic này kia vào nữa nha cô chú Tại vì khi mà mình ăn trên cái cây này đó chưa chắc nó đã ngọt Tại vì hồi trước á, Hà có mua một lần cho nên Hà biết Tại vì nó nằm trong cái chậu nhỏ đó Mình về mình trồng á, ra đất rồi mình phân bón này kia Thì cây nó với trái nó mới ngọt ngon hơn nha Chứ ăn cái trái mà trên cái cây như vậy Mình quyết định cái cây nó không ngon nó cũng không đúng đâu nha Hồi trước Hà có mua một cây về ăn Thì tại vì cái cây nó không có đủ sức Cho nên cái trái nó hơi chua Cho nên khi mà Hà ăn một cái trái Mà cái loại đó mà trồng cái cây lớn Thì nó lại ngọt hơn Đây là Hà quay cái cây tổng thể cho cô chú coi Cây rất là lớn nha Hà thấy cây 130 đồng là cây to đẹp Mà được cái chậu rất là đẹp nữa đó, trái nhỏ, nhỏ nè là quay cây quýt bên trong cho cô chú xem luôn nè nhìn trái cưng chưa trái rất là đẹp luôn nè đó. loại này là thanh đồ nè cái thanh đồ thì trái nó nhỏ hơn rồi nó bóng nhưng mà hà nghĩ á, chua hay ngọt đó là do mình chăm sóc nữa tại hà ăn ở nhà ăn nè đó anh nà không có chăm sóc mấy đó à, nói chung nó không có được ngọt thôi nhưng mà á, nếu mình chăm sóc đó, tốt đó, thì cái trái đó, nó ngọt đó cô chú Hà nghĩ là như vậy Rất là nhiều chậu nha cô chú Nếu mà cô chú nào thích đó, mình lên Costco ở thành phố Laguna Niguel Thì tí nữa Hà để cái địa chỉ bên dưới nha Cho cô chú xem Rồi mình đi lên mình mua luôn hà quay ba nơi là Costco, Walmart và Home Depot thì ba cái nơi này rất là gần nhau luôn, chỉ có cách nhau khoảng chừng có chừng mấy trăm mét thôi nha cô chú. À, mùa này đó là mùa Tết cho nên Costco cũng bán rất là nhiều những cái đồ trưng Tết mình được bạn mình giới thiệu đó ở trong cốt cô bán cái loại này nè nó giống như dầu cù à, là vậy đó rất là thơm rất là dễ chịu khi mà mình bôi vào ngực mình hoặc là bôi dưới lòng bàn chân nó rất là ấm và rất là dễ thở luôn á dễ chịu lắm mà cái này á khi mà mình bôi á thì nó làm cho mình giảm ho đó cô chú loại này là dạng giống như là treo đó giống như vaseline vậy đó mình bôi lên ngực hoặc là bôi lên chân của mình tùy nhé ở Walmart mùa này chưa có thấy nhập cây về cho nên Hà chia sẻ cái loại uh, phân organic cho citrus uh, và những cái loại uh, cây ăn trái luôn Cô chú cũng thấy đó, for, uh, for citrus, fruit and nut tree luôn Thì cái loại này uh, bón cho cây thì làm cho cái trái uh, uh, nó ngon, nó thơm, nó tasty hơn nha uh, Hình như là cái giá là 23 đồng 28 cho 27 pound luôn Thành phố nào nhớ không anh Nơi chúng mình tìm đêm đêm Hà quay con đường cho cô chú xem trên uh, những cái thành phố ở trên đây Cho cô chú biết uh, nó như thế nào Thì đường phố trên đây rất là sạch sẽ Không có thấy uh, rác đâu nha cô chú uh, Cây cối lúc nào cũng được uh, trim, được cắt Tỉ, rất là gọn gàng, sạch sẽ luôn Nếu mà cô chú nào mà ở những cái tiêu bang xa đó mà giống như là muốn về Cali mà tìm một nơi giống như là yên tĩnh, cảnh đẹp giống như Đà Lạt đó, thì những cái thành phố ở trên đây rất là đẹp luôn nha cô chú gần biển, rất là gần biển cho nên khí hậu rất là mát mẻ mát mẻ giống như là ở Hưng Tinh Thương Biết vậy đó cô chú mình thích á, những cái thành phố ở đây là tại vì sao vì có rất là nhiều cây xanh xong rồi đồi núi đó cảnh rất là đẹp đường xá thì đi rất là rộng rãi và đặc biệt đó là ở trên đây mình không có thấy homeless nha cô chú rất là ít thấy nha ở trên vùng ở trên đây á, khác với là ở dưới á, à, Westminster hoặc là Garden Row hoặc là Fountain Valley thì cái đặc điểm ở trên đây mình thích là có rất là nhiều cây cối Rồi à, thành phố thì à, giống như là thung lũng đồi núi đó Rồi cây cối rất là nhiều, cảnh rất là đẹp Ở trên đây thì mất khoảng 30 phút lái xe đi về Orange County nha cô chú thì uh, nếu mà cô chú nào á mà ở ở tiểu bang xa mà muốn về Cali sống mà không có sợ giống như là bị ăn trộm cây, ăn cắp cây đó thì uh, những cái thành phố ở trên đây rất là yên tĩnh. Ở trên đây đó mình uh, đi á uh, rất là nhiều chỗ để đi chơi, cảnh rất là đẹp. Chứ đi chừng uh, 5 phút là là mình đã tới biển rồi, rất là đẹp luôn. Thì ở trên đây là những cái khu du lịch nổi tiếng như Dana Point, Laguna Beach Dọc theo con đường Pacific Highway từ Dana Point mà đi tới Laguna Beach có rất là nhiều cái biển rất là đẹp luôn Nếu mà có dịp cô chú mà đi lên trên đây chơi, á cô chú sẽ rất là thích Nó rất là khác so với là biển Thân Tinh Thân biết Thân Tinh Thân á thì không có cảnh đẹp à, biển thì nó rất là bằng phẳng không có nhiều cây xanh giống như ở trên đây ở trên đây á, đi biển là có nhiều cây xanh bóng mát lắm à, mình ngồi ở trên uh, park á, giống như công viên đó là mình nhìn xuống cảnh biển rất là đẹp mà có những cái cây á, mình không có sợ nắng nãy giờ hà chia sẻ đôi chút về thành phố ở, ở trên uh, vùng ở trên đây Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video nhé Bye